Hi, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình và Gia Tì sẽ tiếp tục với Minecraft ARK tập trước rồi đang giỡn lỡ cỡ đó chính là cái ấy gì á gì á đó chính là cái ủa mày mới đặt nữa hả? Ôi ở trên trời rơi xuống mày ơi, ghê vậy. Cánh cổng trời chết rồi, tao bị nó cục biết kìa. Mình đang bị nó cục thôi, sorry mọi người, đợi xíu cho nó hết cơn nó cục đó. Vãi tèo chứ, đang quay thì nó cục. Cái gì mà tùm lum hết vậy? Thì bây giờ thì mình sẽ xây cái cổng trước để đi bắt T-Rex về. T-Rex về để mà cho bọn mình biến thành sói vào quýnh quyết chiến cái con đó thử nha các bạn. Rồi bây giờ thì xây tiếp thôi. Hơi bị khó khăn về địa hình đây. Yeti thì nó xây không được cái này đâu, trình nó đâu có đủ trình để xây được mày cái này xây đâu. Đi, tao lên đây, ê mày đập bớt cục đá này, mày bên đây đắt đất full rồi. Mày chặt người ta bên đây đi, ủi người ta cái hàng bên đây đi. Chi vậy? Cho ghét nó rộng rộng đó cho nó đẹp. Trời ơi mày uống nước đi cho hết mấy cục đi, khó chịu quá. Tự nhiên tới nó cục mày khó chịu vô duyên. Nghe khó chịu hả? Các bạn có bị khó chịu không? Tao bị nứt cục lắm, nứt cho con khó chịu, mày khó chịu. Cười cái con khỉ, mày đi uống nước vô đi. Rồi à, đợi xíu tao đi uống nước đi. Chắc là phải bụi banh cái núi á. Thôi khỏi ủi đi, tao xài hàng thẳng thôi được rồi. Được coi, chào các bạn ha, mình trở lại ha, uống nước no bụng rồi. Hết nước cục rồi. Giờ tiếp tục với cái hàng rào khổng lồ này để quấy lộn với Red dễ thương. Red dễ thương hay là Red đang ghét đây? Chúng ta hãy chờ trong chốc lát. Sao chứa cái gì mà nặng người vậy ta? Cái cục than cái gì đâu mà. Ồ cục than nặng lắm luôn. À cục đó nặng chúa tể luôn chứ đâu phải nặng lắm đâu. Khó quá các bạn, cái này bự quá. Đây. Mày thấy không? Bên này tao xây bằng phẳng đẹp không? Bên kia nó ồ, cục than nặng. Cái gì? Than nó lên nhà các. Đây, trong mình chắc là mình để cái chuồng, mày đừng nhấn ngay cửa sổ nha. Tao với mày xây cái cửa ngay đây đi. Cái có cách rồi. Bây giờ mình xây tan đồ sắt thôi tại vì T-Rex nó rất là mạnh nên tụi mình phải phòng thủ kỹ càng. Ở trên thì tí nữa mình sẽ xây cái kia. Ở dưới mình nghĩ ở dưới đây là mình sẽ xây full cái chuồng sắt. Ui sao mình nặng dữ ta. Trời than nè quá trời luôn nè. Mình đi đào núi lấp biển các kiểu đà điểu. Ôi quặng đồng, mày dục bớt quặng đồng đi. Đồng trong người quá trời nó cũng nặng lắm á. Đây ở trên kia mình sẽ đặt full block để cho cái con T-Rex nó ra không được. Còn ở đây thì mình có thể chui vô được. À, một cái cửa khổng lồ 800 cửa luôn. Giống cái chuồng đuôi raptor quá ta. Giống trong phim Jurassic World á. Mấy cái cửa dài mày cút đi không. Cút nè, cút nè. Chắc vài bữa mình chuyển chỗ khác ở quá. Ở đây đông cửa dài quá trời đông. Bực mình. Biết xây được nó không ta. Cái này mình bích cấp được đúng không? Để mình xây lên coi được không? Ơi chết cha lộn. Nó không xây đúp lên được ta, nếu xây đúp lên được thì hay rồi. Ok, không được thì thôi. Rồi, mình sẽ xây full tường thành lên. Ê, mày đi đào ít đá đi vậy thi. Chuẩn bị quấn lộn. Cái gì vậy? Quấn lộn với T-Rex. Nhưng mà đào đá làm gì? Để tao đập tao che cái hàng rào lên nè. T-Rex nó cao lắm. Mà tao khỏi đi. Chứ sao mà không làm? Nãy kêu làm cái mà không làm hả? Làm đất. Đất thôi ta. Con T-Rex nó leo ra được mấy ô á. Sợ nó đập bể cửa sắt rồi. Nó đập bể mấy cùng này nè. Sợ vậy thôi. Không biết nó có qua được không. Rồi làm cho đẹp nữa thì mình để cái railing ở trên. Cái này cầu thang mà phải ra lên. Ủa chứ sao không làm bằng cái cửa bự.
Không, ngoài cái cửa kia sao tao mới vô? Mở được mà. Hỏi mày, mày mở cánh đi ra hết luôn á, nguy hiểm tới cái khu nhà mình lắm á. Mày muốn nguy Ủa hiểm làm gần nhà, nãy em chịu làm sao? hả? Nãy em chịu làm sao xa nhà ra làm gần nhà. Mày nói lúc có chữ được chữ mất kỳ mày. Không biết. Tự nhiên nghe được chữ mất kỳ vậy. Tao nói là sao mày không làm xa xa nãy lúc nãy em chịu làm xa xa nhà ra. Để đây nó banh nhà hết. Có sao đâu. Ok, bây giờ mình với JT sẽ đi câu T-Rex về thôi. Đi thôi, let's go. Rồi, JT đi vô đấy đi, xong rồi. Tao đã trở về rồi, nãy giờ ở nhà mày... Sao mày không đi lượm đồ? Lượm gì? Làm đồ, tao kêu đi đào ít đá, cũng không đào luôn. Đào đá chi vậy? Định lắp cái thành kìa, sợ T-Rex nó leo qua. Đi, đi vô lấy thuốc đi, lấy 2 bình thuốc. Lấy sao? Thôi, mày ở đó, mày đứng mày đợi đi. Tao đi vô đồng lấy thuốc, coi coi chừng mấy con T-Rex đó nha. Tao câu vô nó bị kẹt cả lũ đúng không mày? Đâu? Trong trong cái chuồng á. Để tao đi ngắm nó qua sông sát. Xong sắc. Điểm dầm dù là xích quá mày. Ghê quá. Ta Ghê quá. sẽ biến hình thành chúa tể bóng tối. Ê, nó vừa thấy tao nó quay qua liền mày ghê quá. À, nó không dính được đâu. Do kẹt rồi, kẹt nó rồi, nó không cắn được mình đâu, đừng có lo. Quay qua nè, quay qua nhìn tao quá trời này. Nó thịt mày luôn, cái nó nhìn đi ra đây nhận thuốc bất tử nè. Coi nè, nó vừa thấy tao cái quay mặt qua liền mày cầm. Nè mày, lượm thuốc đi mày. Lượm thuốc chưa? Rồi. Chuẩn bị. Biến hình đi. Mày dục cái gì vậy? Ủa nó đâu rồi ta, cái Biến hình, biến hình, biến hình vô chơi nè. Mày vô đầu tiên đi. Ôi nhìn đẹp kia mày. Vô đi, mày vô đầu tiên đi. máu nữa sao Máu mày vẫn 680 trên 680 mà. vậy? Sao tao thấy màn hình tao nó đỏ? Đỏ kệ nó sao đâu. Chui vô đi được không? Không được hả? Đây lượm bớt cái cửa. C được không ta? Không được. Mày vô trước đi, mày vô trước đi. Mày vô miền phân tụi nó coi. Trời ơi, nó phục lại tao chết, tao chết luôn á. Chết mẹ à, mày đụng đít nó, nó hết kẹt rồi. Ê nó chạy mày, nó chạy mày. Thôi tao đi ra đây. Lên, vô, tao vô rồi nè. Tao tao có xíu máu Không có một rồi, xíu tội máu đâu, cái ông máu nhìn dưới đây nè. Nhìn dưới góc màn hình á, ơi nó đâu có dám quýnh tao đâu. Ê nó cạp tao rồi kìa, nó cạp tao rồi kìa. Ê đù, á đù, á đù. Á đù quýnh không lại mày ơi, chạy chạy mày ơi, chạy mày ơi. quýnh lại hả? Ơi chạy 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 ơi. Chơi mày chạy nhanh quá vậy, chết tao rồi. Chết tao rồi, mày chạy nhanh quá vậy JT. Mày ra đi. Rồi mày bỏ thay trọng rồi đó. Ra đi Tao ra. chạy ra được, tao chạy ra được rồi. Ê. Nó trêu trò ngu. Ôi, ghê trời. Ôi, cọc mất hết máu rồi, ghê mày. Ồ, con nó bay nè, con nó bay nè. Nó nhảy cao lắm mày ơi, quấn không lại ghét mày ơi, trời ơi. Mày nghĩ sao một người con vậy? Con còn được. Ủa làm gì vậy? Ơi sao nó quấn bể nhà được mày, chết cha rồi. Tự nhiên mày phát ra. Nó quấn nhà được tao biết đâu. Rồi tao gần chết rồi mày ơi, con này gần chết rồi. Sao vậy? Nó không ăn thịt được. Ăn thịt đi, sao ăn thịt? Trời ơi, tao có một xíu máu. Nhân này. Cái ống máu nó có một tích tẹt ở dưới luôn Ông á. máu sao nó không hồi ta? Không hồi luôn. Ta bị quýnh nhau coi. Đâu quýnh nhau được đâu đúng không? Không quýnh nhau được. Không có mất máu. Ta mày biết anh sói chạy cho chơi, đi chơi cho vui thôi á. Không giết được 2 mét rác hả? Không giết được, thua. Mày mày ham quá, mày ba mày 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 câu về cho nhiều vô. Nó nhiều mạnh quá mày ơi. Tao mày biến sói đi chơi à. Ê, có con Metanodon nó kẹt trong này vui vậy Quýnh không được nó, nó thấp quá. ta? Đi. Né ra coi kẹt luôn cái lũ kìa. Này tự nhiên bu bu lại. Không chơi được Hình mày như ơi. mình đánh thấy con
Mày nói không nghe gì hết kìa, nói tưởng được chứ mất kìa. Do cái mic giờ đang dặn nhỏ xuống nó bị rồi chứ. Không, nó bằng nhỏ thì nó khác, còn nó chữ được chứ mất mà. Ai biết nó bị gì đâu. Nãy giờ vậy vẫn vậy bình thường mà. Mày làm cái gì phải không? Có làm gì đâu. Rồi con này không được các bạn ơi, quýnh không lại thì rét chọi với mình biết mình câu cho gì, mình tưởng nó có đủ sức lực. Câu một con thôi là mình đánh được rồi đúng không? Rồi, chắc là mình là không thể nào quýnh bại được con T-Rex với cái kèo này được các bạn ơi. Mình lành nhốt nó trong tụi tụi nó trong đó. Chứ con này à, chắc mình chuẩn bị mình biến thành bình thường rồi. Cho tên mình biến bình thường như vậy. Biến thường rồi, để ta biến ở trước mày mà. Ồ, ơi không phải Bữa sau chơi. mình kiếm con gì mạnh, mình để mấy con T-Rex đi, bữa sau mình kiếm mạnh thôi. Vô đó mình. Rồi mày chữa được chứ mất, tao chỉnh chuyển server nó bị vẫn bị lỗi ta. Ôi da, mình biến lại bình thường. Ồ ơi. Cái này nó không tự chuyển hóa máu thành người nè, gãy xương luôn nè. À, mình được hồi máu nè, nó tự nhiên kỳ ta. Chơi không lại rồi mẹ ơi, nhục quá. Ai mượn mày câu ừ nè, mày lấy con rồng mày câu bớt 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 mấy con kia ra đi, Giờ tao lấy cái nào đánh một ta? con thôi. Con đi lô đã dí mày kìa. Con nó cắn tao, con này điêu thiệt. Tao chơi con này vô đập nó coi. Trời ơi con cổ dài cấp 112 mày. Tin được không? Ờ chỉnh độ khó đó rồi. Rồi T-Rex nó vô Trời ơi, tự nhà. nhiên cổ dài nó xuất hiện quá trời luôn kìa. Tao sẽ dùng con này vô quýnh với cổ dài ấy, lộn T-Rex. Nghĩ sao dùng con đó mày? Sao quýnh lại? Trời hết. Quýnh không lại Con này đâu. máu 8.000 đó nha mày, tao xin lỗi mày à, hơi bị mạnh đó. Bây giờ là 9.000. Nhưng mà ở đây một người thì rét mày câu gì mấy con vậy? 3 4 con gì đó. Mày vô mày coi tao quýnh nè. Ê cái này trứng con combi hay là con cũng hay là con Mày vô coi Metatron? tao quýnh nè. Cái này trứng con Metatron thôi không lầm đâu. Mày mở cổng cho tao vô. Mở cổng kiểu gì? Bích cúp cái đó đi, bích cấp cái cửa đi. Ê đừng con kia nó ra được sao? Nhanh lên. Mở cửa cho bổn công tử. Bích cúp nhanh lên. Chết mẹ con này nó phá nhà quá ta. Né ra. Vô fighting. Fighting vô hết đây, vô hết đây. Hay là mình biến thành sói cho nên máu nó không nhiều như Thì nhiều hơn bình thường mà. Mày nhìn này nha Tây. chắc là do mình biến Mày thành nhìn sói. nè. Thấy rồi, tao đang đứng ngoài coi nè, nó tạt mày lần có mấy chục máu mà làm sao mà mình chết Mà những con này nó phá nhà mà bạch red được. red 6 7 con luôn mà khóc hù hù ở trong đây nè. Hù Thôi hù khóc đi. dù sao cũng trả thù mãn nguyện rồi đó. Hù hù khóc đi. Ui chết rồi, máu rồi, máu thịt quá rồi, thật hèn chi nặng. Hù hù khóc đi. Hù hù khóc đi. Khóc đi. Khóc đi. Thôi con này nó quýnh lũng nhà hết rồi. Dây tay vô đắp, dây tay ơi. Gì vậy? Vô đắp Ừ, nền. cho cái bà này bà phá nhà dữ vậy hả? Vô đắp nền lại đi. Bữa sau tụi mình sẽ làm một cái Ê, có T-Rex cool nè. ngon mày có cái đầu thì rất xịn á. Xài được không? Được mà. Vô cứ tâm Xài á, sao? để cho cái mình về mày phải chế nó kìa. Là mình làm thành cái mũ mình đội hả? Ui quá trời luôn mày, hòm quá trời luôn. Ê, nhưng mà làm thành cái mũ mình đội hay là cái gì? Ôi, tao có nè, tao có cái T-Rex cool nè. Bon ass là gì ta? Bon ass. Vô chế độ. Cái gì Một vậy? cái kiếm 102%. Ê, cái kiếm xịn này GT qua lượm cái kiếm này GT. Đâu? Cái kiếm này nhiêu phần trăm? Cho để coi. Cái kiếm của mình là 110 ý. Thôi kiếm Ủa? mày xịn hơn được rồi. 102 hả? Cái đó trăm lẻ Cái hai, cùi cái cùi. cùi Lắp hơn lắp chứ. nền em mày. Dọn đi. Ê, bữa sau tao có cách rồi. Bữa sau tao mày làm cái chuồng mới đi mày. Cái chuồng này làm kiểu này đẹp quá, tao nhìn đẹp kìa mày ơi. Giống trong Jurassic World á, cái máy đầu con Raptor nó lò ra nhìn dễ thương mày. Chuồng thú à? Ờ. Cái chỗ này hả? Tao làm miếng lắp nó thôi, kệ nó đi, không lắp nữa. Lắp lắp cái nền này đi ba. Lắp gì?
dùng hết cái da này. Ở dưới đây mình sẽ làm cái cửa này và ở trên đây mình sẽ làm cái tường này nhìn đẹp quá. Cái tường đen này nè, tường đen là một đá núi lửa nè. Cái này rồi mình có kế hoạch là bữa sau mình sẽ làm một Cái này rớt rồi, trời ơi. Cái này phải lắp bằng grass cube trong trong nhà có grass cube để lắp lại bằng cái đó. Mình sẽ lắp lại mình làm cái hàng rào để nuôi một đàn ráp to trong cái chuồng kiểu này đi, cho giống trong phim. Ê, đừng phun tao mày. Ấy ạ. Làm cái chuồng kiểu đi trên to xuống nhìn xuống vậy. Không, cứ chuồng thường thôi, cục mà chuồng vậy cũng được, cũng đẹp lắm, tao bị mù mắt mẹ rồi. Sao vậy? À, con Mấy con kiến kia nó hả? phun mắt khốn nạn mà. Nghĩa là biến sói chỉ được chơi được quýnh mấy con thú thường hả các bạn ơi, T-Rex nó quýnh không lại. T-Rex mạnh quá. Chắc là do mình biến thú máu mình không có tốt, không không có nhiều như Con mấy đó con máu nó được hình như 600 mà không, nếu bình thường một con chó sói bình thường nha, nếu mình biến hình con chó sói bình thường máu nhiều lắm mà sao mình biến hình máu lại ít như vậy, mình cũng không biết nữa. Nó quá ít luôn á. Mình đang làm gì vậy? gì đâu. Đi đi. Đi lên kênh trên vườn trên máy để coi edit lại cái nào edit. Để đến cái gì? Cái vườn này nè. Ui, con cổ già lại lên đây nữa. Đi đâu hoài vậy? Xung quanh nhà mình cổ dài quá trời, mình giết bớt đi kìa. Từ từ ta đi kiểm tra khu vực trên đây đó. Nghĩa là red coi như là mình thất bại kèo này rồi. Mình cứ nghĩ là mấy cái con kia nó mạnh lắm, nó có thể quýnh được nó có thể chơi được con đó biến hình cho thể chơi được con T-Rex, mà thực sự là T-Rex mạnh hơn nó nhiều quá. Cái cầu thang máy bữa nay đi lâu quá Nên không có khả năng chơi được. Ui cái súng mà, cái súng 100. Ủa cái này là cái gì ta? Bullet luôn, Bitton mà, Bitton bullet tím luôn, cái tím luôn là cũng hơi bị khủng quá. Coi thu hoạch hết cái vườn này đi mẹ ơi, chậm lại cây mới không? vậy? À, thu hoạch nó hả? Cây Thu bắp hoạch của đây mày là nó bị mất đi rồi nè, cây long cái rách. gì? À tao có cái long rách này trồng thôi nè. Cỏ dài nè. Ở đâu rồi ta? Mình phải trồng mấy cái cây này xen kẽ với mấy cái cây cơ bản đó, đẹp. Ai Mấy nói? cây cơ bản ra bông còn đẹp hơn nữa. Khùng quá, mấy cái cơ bản như cái bùi á. Nè, cái cây thu cây Sinoberry này Nó nè. bùi bùi cái gì ấy, nhìn không có đẹp. Đẹp, đẹp mà. Y như là cái màu tô đại lên một bức tranh mà mình lấy màu mình tô đại lên nó còn mấy cái này đẹp như gì á. Mày sao mày mày lấy bắp mày mày chừa trống trơn vậy nè. Sao? Mày nhìn cái vườn bắp nè. Cái vườn bắp hả? Ừ. Ủa sao nó bị lủng lỗ vậy? Có lủng lỗ đâu mà nó không có cây với lủng lỗ gì. Tao đâu có thu hoạch ta. Tao không biết, tao thấy nãy giờ tao lên là thấy đã mất mất tao tưởng mày thu hoạch chứ. Ủa có không? Mày có cây ấy không? Trồng lại coi, tao không có hạt giống trong người. Tao bỏ hạt giống nhà Cái hết cây rồi. này hồi bữa tao thu hoạch bên nào? À có cỏ dài. Giờ xuống bằng cách nào? Xuống bằng cái dòng đu. Ê, tao mày leo lên cổ dài đi, đi đi thu hoạch đi. Trong con cỏ dài nhiều lắm là thím ơi. Ý là leo lên cổ dài chơi. Mày xây cái nhà mà tao chưa leo lên cảnh chơi À, tự luôn. nhiên mình dục hết leader và không có cái leader nào hết. À, Đúng ta rồi có cái trời. cánh dù tình tình yêu đây nè. Ê, làm sao leo lên cái nhà của con cổ dài đó được giờ? Bay dù xuống. Hả? Thả dù xuống mà nhìn ta nè. Woo! Cổ dài spawn ra nhiều quá má ơi. Mình leo lên cái yên của con cổ dài là làm sao mà mình leo lên cái nhà đó được? Mày xây cái nhà gì mà bất khả xâm phạm luôn vậy? À đúng rồi, lấy con Metanodon bay lên. Mà những cái thứ cơ bản đó mày tự động não chứ. Ta lên chỗ tao chơi Mày coi. cắn tao. Mày cắn tao. Cái đó hay mày, cái đó không bao giờ nó tắt, bao giờ nó tắt được trời. Cái gì? Cái sàn bay đó. Tao lái cổ dài đi chỗ khác đây. Chứ là vậy để tao đậu lên coi. Cái đó là cái sàn bay khổng lồ á. Né ra mày, né ra mày. Cái gì vậy? Rồi.
Rồi, bay lên đây làm gì? Bị cổ giải đập. Con dài nào đàm? À mày quýnh lộn đó đúng không? Con cổ dài kia nó đập chứ ai đập. Thì mày quýnh lộn đó đúng không? Mày quýnh lộn với nó đúng không? Mày đâu rồi? Tao đang trên yên nè. Yên đâu mà yên, mày đang đứng ở trên tường, trên cái tường rộng chục, chắc mày chết tới trên nơi rồi đó. Ê, rồi, rồi 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 xong. Tao biết mà. Tao đang chiến đấu với con cổ dài đây. Ê mày ra mày cầm súng mày bắn chết cha đi mày. Bố láo. Tao định lên yên chơi mà chết luôn. Tao giết nó cho mày coi nè. Trong đây nó không tăng speed được, chán ghê các bạn. Thì nó giết cái ai, giết nó cái level 4 rồi mà láo không kìa. Còn nó hút đầu, nó quất đuôi với tao kìa. Mày đừng có hòng mà mày chạy thoát với tao. Đừng có mà hòng. Ủa cái bài Betanodon ở nhà đâu hết rồi? Nó đâu bên ờ tao đâu không bên biết kia, nữa. Bên kia thấy rồi. Đừng qua lấy lại đồ cái đã. Nữa lại xuất hiện cổ dài ở nhà nữa. Nhiều ghê ha. Ờ cái lòi chỗ này nó cũng ra nhiều quá. Con này bố láo ghê mày. Tôi vừa bốn mà xạo ghê, sung ghê luôn cơ. Chạy, mày nghĩ mày chạy được hả? Nên mà bố mày nghĩ mày chạy thoát được anh hả? Ê, tao say vậy là tao mỗi lần tao xuống sao ta? À, biết biết xuống sao không? Nè nãy tao xuống trên 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 cái cổ của nó. Ê da con gì, con gì muốn vậy, con gì muốn tao Con cổ dài rồi nè. mày tàn sát gì đây quá trời vậy. Trời ơi, cổ dài mà nhìn kìa. Quá trời nhiều luôn. Nhiều quá hớp nhiều luôn á. Không phải lộn, con Betenadon nó cũng nhiều quá trời nhiều luôn. Tiếc tới nữa chứ. Biết hả? Ta xem xét. Sợ quá, ủa tao đang ở chỗ nào vậy nè? Cờ lại quấn lộn rồi. Để mình quay sát lại con này cho con kia nó hỗ trợ mình. Ủa trời ban ngày lẹ dữ vậy? Tao đang bị con này nó quất tao nè. Lửa 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 giúp anh lửa ơi. Mẹ nó làm kẹt luôn con chó này. Thích kẹt không mày? Kẹt luôn không nhúc nhích được luôn kìa. Mẹ nó ghét cổ dài thiệt cơ chứ. Dí nữa chứ. Dí cái đầu tụi mày. Chuẩn bị ăn lửa và chết đi con. Tới sát đây, mày tới sát đây. Mày tới sát đây. Nó chưa có chạy đâu, tao cá mày luôn, nó quay lại một vòng nè, mày coi nó quay lại nè. Còn nó quay lại không tới đây được thì nó chạy vô nhà mình đập luôn, còn nó mắc dạy lắm. Thấy chưa? Mày thấy chưa, mày thấy nó mắc dạy chưa, nó quay lại rồi kìa. Ỉ rồi, khủng long to con. Xạo quặng. Tao không có sợ mày đâu, thằng nhóc. Flame Demon, chơi nó đi. Vô đây, đó nó chạy vô nhà kìa. Tao phải dùng tới lệnh mạnh nhất thôi, đồ khốn nạn. Coi chừng nó đập nát Chết nhà. mày đi mày con khốn. Chết mày đi con khốn. Chết hết, giết hết. Giết hết. Mình sẽ tàn sát hết cổ dài trên map này. Mình thấy con nào là mình giết con đó từ nay luôn. Cổ dài nó ra phải vừa phải thôi, nó ra một cách nhiều quá. Cái mức mà chịu không nổi nó, các bạn hiểu rồi đó. Nó ra nhiều quá mình. Con Tenoran của mình nó đẻ trứng. Ê, mình lụm trứng con người ta lên của mình có sao không ta? Không, của mình thì ok, không có sao hết. Thấy chưa các bạn, nhìn nè. Mình giết Thế tao sợ tao lụm cái trứng này sao tao Mình chết giết quá trời cổ dài mà nó cứ ra gần như là auto ra nhanh luôn á. Càng giết càng ra là không hiểu được. Cứ Tao lụm cái trứng này xong chết quá. Không chết đâu, tao bảo vệ cho. Thôi được rồi, tao với mày đi ra sa mạc đi. Hôm nay là trong cái phiên bản lần này thì nó có con vật mới các bạn.
một con mới hoàn toàn ở trong cái này luôn. Hình như là nó không có cắn tao mày. Sao mà cắn được, trứng con mình đẻ mà, có phải trứng tự nhiên đâu. Mày mới giục ra mày lượm lại thử coi. Tao Rồi rồi. tao cầm kiếm mà giờ nó chết, nó chết. Không mà chỗ này đâu có con nào đâu. Con đó mạnh á, con đó level 88 luôn. Tao thả mày xuống. Ê, mày làm cho tao bộ đồ bơi đi. Đừng thả xuống nước không có đồ bơi. Chi vậy? Hả? Đồ bơi chị. Mặc bộ đồ bơi nhìn dễ thương. Nữa lại thả xuống nước nữa. Nè. Không mà mặc đồ bơi dễ thương thiệt, nó có cái cánh nhìn dễ thương kìa. Đó. Được chưa? Thấy đâu mà lụm? À đây. Mày chưa quăng, mày khỏi lụm chưa mày? Đâu, nãy tao quăng từ trên đây rồi mà sao nó chưa rớt đó chứ? Mặc đồ đó có cái yên mà sao cái đồ của mày vui mày mày mặc cái nó ra màu hồng mày, ra màu tím mày. Cái áo hả? Ờ. Đồ quê hả? Ờ. Nó màu tím mà, nãy mày mặc cũng tím mà. Không, tao mặc nó màu khác. Dục ra coi tao mặc lại coi. Từ từ. Đó. Tao mặc nó màu khác mà. Thấy không? Đâu rồi? Nè. Ê đúng rồi, mày mặc nó màu xanh, tao mặc nó màu tím, vui vậy? Tao mặc màu khác mà. Thấy tao mặc đồ gì, thấy tao mặc đồ phong cách không? Mặc đồ gì sexy á, đẹp á. Cởi quần ra luôn đi. Nữa. Cởi Phong cách không? quần lá Cái ra luôn. quần nó mắc cười quá. Cởi quần lá, cởi hết đồ ra. Tao nhặt cái quần, mặc cái quần về mới phong Mặc cách đồ vô được. nè mày. Mày không mặc cái đồ lưng bơi à? Lá ở quấn có mấy lá lên người. Nhìn thấy mà ghê. Nhìn nó phong cách luôn. Thôi được rồi, hôm nay mình sẽ đi bắt con vật mới cho các bạn. Con này hình như là mới update hay sao á. Cái hôm bữa giờ là mình chưa biết tên của nó luôn. Bây giờ thì mình nó ở gần nhà mình thôi, mình chỉ cần bay qua là tới liền. Mình À đi mà nãy con giờ nói chuyện có bị lỗi nữa không? không biết đó, tao chỉ server là chắc đỡ rồi. Mày không đi, tao đi một mình đây. Đâu? Đi. Thì câu tao đi đi. Khùng quá mày. Con này phải hai đứa bắn á, không con này bắt dễ lắm. Con này thú mới. Con thú nó mới cập nhật ở cái game này luôn các bạn. Bắn bằng gì vậy? Bắn bằng súng. Là mình chỉ cần bay qua sa mạc là gặp nó luôn. Các bạn nhớ mấy lần trước là mình bay sa mạc là mình đâu gặp mấy con đó đâu. Và nhưng phiên bản lần Trời này. ơi, mấy con thú của mình nó quấn lộn ở dưới kia. Mày đừng có lo, mấy con thú mình được huấn luyện kỹ càng nó quấn mạnh lắm. Trời ơi, nó rảnh Mày chết ghê mẹ, luôn. tao không mặc áo bị lạnh mày ơi. Chết 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 chết. Áo rồi, áo rồi. Ôi không mặc áo cắm người luôn mày. Sao tao mặc cái áo bơi ấm vậy ta, nó không có báo gì luôn. Áo bơi mà nó có áo được rồi, che người với mày mặc áo lá coi lạnh teo người chết luôn á. Đây rồi, đã tới đảo rồi. Hòn đảo trơ trụi. Nghĩ sao chỗ Không này có gì con? trên người hết mà sao vẫn thấy nặng. Mày coi mày có quặng đồng hay quặng gì không? Có 27 cục than thôi. Dục không? Quặng đồng, dục leader đi, dục leader đi. Leader dục hết, chưa có mấy chục cục lại để dành làm đồ. Dục dục cái magic core đi. Mà mang thích có hả? Quăng luôn hả? Cục nó nặng lắm. Rồi qua sa mạc hả? Gì? Tuyết rơi bên sa mạc luôn hả? Vậy mới ghê chứ. Không có, không có, không có. Ê, tụi mình chưa bắt Ankylo nữa. Không mà thôi tập này bắt con mới đi. Con này nó mới ra trong phiên bản lần này luôn. Chắc để các bạn hãy lên đọc những tin tức mới thì có thể thấy được tụi nó. Tự mày, tao thấy đéo đâu. Mấy con ngon, mấy con vịt Nghe nhạc nghe kinh đấy nó nó u đẹp ám người ta. Tèo 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 tèo. Chim hót vượn kêu. Yeti nó hú. Đây nè, đây nè, đây nè. có con bò cạp cái bên mày ơi ghê quá. Thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa? Thấy rồi mà có con bò cạp nghe Bắn đi, nè. bắn đi, bắn ngay đầu đi, bắn ngay đầu luôn, xách súng bắn ngay đầu nó. Nhìn nó vui lắm mày, nhìn nó đẹp ghê mày. Khi nào bắn nó chết luôn. Ý, có
có con cano Trời bạn. ơi, nó đông. Bắt hết. Một viên. Tao thấy bọ cạp cano gì tùm lum. Hai viên xỉu một con. Level 12. Có hai con đi. Bắt một đàn về luôn. Tao bắn trúng cái gì vậy ta? Mày bắn trúng cái râu rồng rồi. Dí theo. Có cano nữa này. Không có khái niệm chạy với bọn anh đâu cưng. Cây súng của tao màu hồng đẹp quá. Màu đỏ mà mày. Ồ đó hả? Chết mày bù màu hả mày. Dí theo. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Ủa dí đâu qua đây vậy? Mày tưởng mày núp được cái tao hả? Sao nó chạy qua đây? Nó sợ quá bị bắn nó chạy chứ sao giờ. Thôi xuống đây mất công chui xuống hố nó mệt lắm. Ở sa mạc còn nhiều mà. Thì bắn ngay đầu nó một cái là nó xỉu queo luôn à. Cố gắng bắn đi, cái phát trúng ngay đầu nó quan trọng lắm. Thế nào một con nè, thấy nè, tao đếm 1 2 3 8 mấy cục bắn nha. Thấy chưa? Tay trái. Thấy chưa? Bắn trúng râu rồng không à. Này giờ đi thẳng đó mà, trái mà râu gì nữa. À, tao bắn rồi. Ôi xỉu luôn rồi. Bắn trúng râu con rồng. Bắn cung kia mày súng. Trúng cung gì nó cũng trúng râu con rồng. Gì vậy gì vậy? Level 24 bắn có cái chết mấy ta. Bên kia còn Cái nó con đâu nữa. hả? Đông lắm mày ơi. Bắt đàn vậy luôn. Bắn hết đàn thôi. Ý con có đâu nghe. Nghe chỗ con bò cạp. Một viên rồi, nó bị kẹt. Chạy luôn à, mẹ nó. Tao còn 5 viên đạn để tao bắn luôn. Con này là thú mới ra nè, mấy lần trước mình đâu có thấy đâu. Xỉu. Con Ankylo trong game này nhìn nhìn nó dễ thương. Cục cục cục. Hả? Nhìn nó dễ thương quá, nhìn cái mặt anh. Đi, mày lót hết chưa? Bắn 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 mấy con chó đi. Tao canh cái góc cho bắn, tao lại bị nứt cục nữa rồi. Cứ bị ho bị nứt cục. Ê, có một con nằm xỉu dưới đó mày bạn. Nãy tao bắn với Tao chả bao giờ coi bắn ở được không? tao không có gốc để bắn. Chỉ có mình mày bắn được thôi. Ý có con cano dưới kịp không? Con này nó chạy hoài mệt đích thiệt chứ. Có một cái nó chạy mất map luôn mày. Ý có hai con cano luôn. Coi chừng nó giết tao mày. Rồi thấy chưa? Tao thật hết tụi nó cho. Toàn tụi yếu mà thích ra gió. Phải với tụi nó để tao tao mới đặt tao mới xuống cho thú ăn được chứ. Ở đây có một con chén ghi nước cục hoài bệnh nó kiểu bệnh bệnh đó. Mày đợi tao chút đi, tao bắn nó con này đó. Mẹ nó chết luôn rồi trời. Ê JT mày xuống mày cầm cung mày bắn tụi nó chết hết luôn á JT. Chán ghê không nó cục hoài à. Mày bỏ cái giường đi tao ra thôi. Ừ mày bắn ngay cung, đứa nào tới mày bắn ngay cung chết hết liền à. Rồi. Cung mạnh dữ vậy hả? Ừ. Thấy chưa? Rồi ra rồi đó, ra rồi cầm cái cung bắn cái cung mạnh lắm. Đưa đi cho chó ăn đó. Nữa hả? Nữa ra cái con kia nó cắn liền à. Ngủ. Có con chó bảo gì?
Thấy chưa? Rồi rồi rồi. Từ 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 từ. Rồi rồi được đó. Rồi. Mày theo chó này, kêu chó follow mày đi, tao đi bắt mấy con chó còn lại đây. Ê, quăng tao ít viên đạn đi, quăng tao ít viên đạn. Đang đang ấy hả? Từ từ tới. Tàn súng cũng được. Ê, từ từ để tao lấy đồ đó cái. Cái túi đồ cũ là cái nào ta? Ôi trời, con chó level lên, nó giết con kia nó lên level quá trời luôn mày ơi. Cái túi đồ cũ bên kia mày qua bảo vệ tao lấy túi đồ miếng. Quýt con chó đi theo đi. Quýt con chó đi theo đi. Tao đi mình rồi này. Mày liều á, chỗ này tàn mấy con cano dữ dữ không à. Đi về đi về đi về. Ê quăng 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 đạn, tao quăng đạn, tao có con chó trước mặt kìa. Mày đâu? Mày đâu đâu? Đây nè. Con tao con này đang tới nè, đang tới giết tao nè. Nè nè nè, qua đây đi. Ít thôi, chim đồng đội thôi, chim rồi. Đứng cái đất bắt cho rồi cho nó nhanh. Đó là mày, là mày. Rồi được rồi, được rồi. Đây nè, đi qua cho ăn con này đi, đi qua cho ăn con này đi. Chó đi theo này, chó mạnh lắm hả? Level 41. Ý, nó kìa. Nó chạy, con này gần xỉu, con này gần xỉu à. Tao qua cho con này ăn nha, con. Ừ. Xỉu. Ờ, mà có thịt trong người không ta? Không có thịt trong người. Bên đây quá trời nè. Tao không có thịt trong người. Mấy con này là thịt quá trời nè, quá lượm thịt nè. Đi đi, tao bảo vệ cho. Trời ơi. Đi đi, cho thịt vô, thịt thịt. Pháp thịt đi. Ai trong con sói, con chó này có thịt không ta? Ta chỗ này quá trời thịt mà, pháp thịt đi. Có con kia nó đang, con gà đang tấn công con rồng. Nhưng mà không có. Rồi, ok. Tao sẽ giết hết mấy con này ở đây. Con bò cạp mày ơi. Không sao đâu. Tao kêu mày có cung mà mày sợ gì nó. Bắn một cái ngay đầu là chết queo à. Chưa bắn nữa mày bắn thấy gì vậy? Chén kia hôm nứt cục hoài à. Các bạn mình đang bị bệnh cảm quá, nứt cục nó. Nó cứ giật giật. Ý sao dễ bắt chứ bỏ vô cái được liền luôn à. Nó đặt nó nằm hồi nãy giờ rồi mà. Rồi, con này nữa nè. Rồi, ok chết hết. Cha, tao quên, tao bắn nó bằng cây cung này chứ nha. Mày giết con nào vậy? Con chó. Đâu, chó nhà mình còn mà. Không có, con chó lạ. But stop, please. I don't want đứt cục nữa. Nè, tao bắt được con level 20 nữa nè. Được rồi mày ơi. Ba con rồi, tao dẫn theo ba con rồi đó. Không bắt nữa, bắt bốn con rồi. Mày liều quá ha, mày bắn hơi bị xa vậy tay ha. Nó quanh nó thịt mày cho coi. Ghê không, ghê không, ghê không. Mày liều. Tao bắn nó có gì mày qua mày phụ tao mày. Không trúng. Cái cung này bắn dở ghê á. Lúc thì căng đúng chuẩn nha, lúc thì nó không có vừa tầm luôn nha. Đấy các bạn nhìn kìa. Kìa kìa, nó qua, nó qua, nó qua, nó qua. Gào. Vậy đấy. Từ từ đợi con chó này tỉnh nó là bắt về được rồi. Con chó trước mặt mình kìa. Bên đây có một con này. Bắt bốn con thôi, đừng nhiều quá. Không trúng mày. Tao bắn một phát là ngay đích liền. Con này cấp cao. À nó không xỉu. Trời, tao bắn đúng thiện xạ luôn á mày. Phải nói tao trùm thiện xạ luôn. Con bồ cạp kìa, để bắn con bồ cạp coi. Con bồ cạp nó qua nó thịt con. Ờ đúng rồi. Tao bắn mà mày đừng cứ yên tâm đi. Gần như là bách phát bách trúng rồi. Đi. Bích cúp tí con chó lên đúng không? Bích cúp bỏ vô con rồng thôi. Để tao bích cúp nó. Có cức đó mày, bay là cái gì vậy? Trứng hả? Đem bỏ vô con rồng hả? À bích cúp, chắc bích cúp được lần được hai con á. Nặng ghê luôn à. Có cano sợ đứng, thôi. Mày đứng im coi mấy con chó đi theo mày. Mày. Ê, con kia. Một nhát một và đi lên đường. Nghe em coi mấy con chó nó đi theo mày. Nó cũng
Còn một con bên đây nữa, để tao qua tao bắt con này đã rồi về. Để tao bắt cúp nó này. Dắt nó về con rồng rồi, con rồng bị quấn Ê, gần con chết rồi rồng đang kìa. bị quấn kìa. Thấy rồi. Mấy con gà tụi mày biết lợi dụng lắm á. Bọ cạp. Bọ cạp. Cái gì? Cái con bọ này nó cũng quấn đó mày. Mày có bị điên không? Giết hết nó cho anh. Mấy con bọ nó mắc dạy cái mày, nó cũng quýnh con, quýnh mình luôn kìa. Con này là thú mới ra này, mình hỉ diệt hết luôn, có hoang mạc này không Rồi có sao. con rồng nó chứa nhiều cầu vậy luôn. Trời ơi, quay của nó nặng ghê vậy luôn á ta. Chứa quá trời đồ luôn. Rồi bếp cấp con này, có hai con này còn 2 phút nữa. 2 phút nữa mới bắt cúp được. Một con kia gần, con này bắt bích rồi, con kia chưa bích được. Cái xương rồng này lấy được không ta? Nó có bị gai đâm không? Lao giết nó cho anh mấy đứa. Lao. Lao, Ừ, chặt cái lao. xương rồng không được gì hết vậy. Mấy con chó này hơi bị mạnh đó mày. Về nhà để nó nhà giữ nhà. 4 con đủ rồi, chắc mình không bắt thêm nữa. Tính bắt 5 con mà. Thôi, bắt bấy nhiêu đủ rồi, mình nghĩ là bấy nhiêu dư sức rồi đó. Con Rồi. này mày tấn công nha, thú tao à. Tao đi bắn thử đồ thiện xạ. Thiện cái nồi mày gà quá. Thôi được rồi, chắc cái tập này bắt con này đi, để tập sau bật tụi mình làm yên chơi nha. Nói cái gì vậy? Ngay đầu, trời ơi, bắt ngay đầu cái 2.500 luôn. Chắc là tập này mình sẽ dừng ở đây thôi. Tập sau tụi mình sẽ chơi tiếp cho các bạn. Và GT còn đứng chỗ còn chó có GT. Mày mày đứng ở đó làm gì vậy? Đi bắn con màu cạp. Thôi ba, tao xô mày xuống bây giờ. Đúng không? Thôi chết luôn á. Ghê lắm mày, chỗ Chết này cao chưa, lắm mày. chết chưa. Con màu cạp nó chết chưa. Chết rồi. Vui luôn. Ủa sao con màu cạp này dai vậy. Nãy giờ tao bắn trúng nó 2 phát rồi mà nó chưa chết. Nó chạy đi luôn à. Thôi bỏ nó đi. Tha nó. Để nó quay lại kìa, nó quay lại kìa, nó quay lại kìa. Đu, 3 cái luôn rồi. Là sao á? Không, đi xích tới tí là thấy à. Mày nhây quá mày, mày bắt mày rủ tao đi bắn con một cạp này mệt đứt vậy. Ủa bắn một phát xong mà nó trâu hả? Không thấy nó nữa, tao hết thấy nó rồi. Nó chạy vô lề rồi, nó chạy vô cái tường rồi. Thôi tha nó đi. Tao như tao coi sao con này trâu dữ hả? Trời ơi, nó là con Emperor mà mày. Bọ cạp Emperor là bọ cạp mạnh lắm. Bọ cạp coi như là vua luôn á. Hèn chi bắn hoài không chết. Nó là Về vua thôi. nè, tao giết nó rồi nè. Về thôi. Thôi được rồi, chào mọi người đi rồi nghỉ nè. Bye bye mọi người. Mọi người có thích con Bye chó này không? bye. Mày sao mày không bích 2 con chó nó đi, mày đi đâu vậy? Ủa tao tưởng nó bích rồi. Thôi được rồi, chúc mọi người xem video vui vẻ nha. Rồi bữa sau tụi mình hãy làm yên cho 2 con chó này coi. Bọn mình bắt cả đàn lận để bữa sau làm cái chuồng của tụi nó. Mày vô đây nhìn dễ thương quá mày. Mấy con chó này nhìn giống chó đốm quá. Thôi được rồi, bye bye mọi người nha. Bye bye.